hội từ một góc nhìn mới của phái đẹp. Chuyện cuối tuần với MC Ngô Như Quỳnh. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện cuối tuần. Qua những số đã phát sóng thì chúng tôi cũng nhận thấy sự hào hứng của quý vị với những đề tài chúng tôi đưa ra. Và tất nhiên là chính sự khác biệt, sự mâu thuẫn, thậm chí là tranh cãi kịch liệt đó cũng đưa đến cho chúng tôi một nguồn cảm hứng. Chúng tôi muốn khai thác thật sâu hơn những góc cạnh, những khía cạnh khác nhau của đời sống. Nếu chúng ta có một thói quen nhìn mọi việc theo một chiều hướng là A, B là B thì đôi khi nó hơi nhàm chán. Ví dụ như chúng ta thường nghĩ rằng trong cuộc sống tình yêu thì là đẹp và sự chia ly đó là sự bất hạnh. Nhưng mà có khi nào chúng ta đặt lại vấn đề có khi nào chia ly, sự tan vỡ lại mang đến sự hạnh phúc cho người trong cuộc hay không? Đặc biệt là đụng đến một đề tài mà các chị em rất là ngại, đó là đề tài về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Xin được giới thiệu nữ tiến sĩ Tô Nha sẽ là người cùng trò chuyện với chúng ta đêm nay. Và chúng tôi sẽ mời đến chương trình này không phải là một người phụ nữ để nghe lắng nghe người trong cuộc mà lại là một người đàn ông. Xin được chào mừng diễn viên Thanh Bình. Xin chào Như Quỳnh, xin chào khán giả của Chuyện cuối tuần cũng như là gặp lại tiến sĩ Tô Nha. Và câu chuyện của chúng ta chính là câu chuyện những cuộc ly hôn hạnh phúc. Bình thì là một người theo Như Quỳnh tiếp xúc ngoài đời là một người rất là thâm trầm, kín đáo, cũng như mọi người đàn ông nói chung và diễn viên Thanh Bình nói riêng, họ cũng ít khi sẵn lòng chia sẻ, mà đặc biệt một đề tài mà chúng tôi cho rằng cũng hơi có chút xíu nhạy cảm. Nhưng mà như cách Như Quỳnh đặt ra vấn đề ngày hôm nay chính là những cuộc ly hôn hạnh phúc. Thực ra để mà mời Thanh Bình chúng tôi cũng cân nhắc khá nhiều và anh cũng từ chối đó. Nhưng chúng tôi có một cái sự thuyết phục bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là ai cũng có một câu chuyện để nói, và đó không chỉ là câu chuyện của Thanh Bình, có thể là câu chuyện của tất cả quý vị đêm nay. Tình cờ chúng ta gặp mình ở trong đó thì sao? Phàm đầu tiên hãy đặt vấn đề với tiến sĩ Tô Nha trước hả Bình hả? Tại sao người ta cứ nghĩ ly hôn là bất hạnh? Bởi vì nó liên quan đến văn hóa. Và nếu như mà nhìn rộng ra thì các bạn cũng thấy được cái sự phân hóa rất là rõ giữa phương Đông và phương Tây. Và ở đây mình không nói ở phương nào nó tốt hơn, nhưng mà nó sẽ có những cái vết tích để chúng ta định nghĩa một cái sự việc cụ thể nào đó. Thế thì ở cái bối cảnh văn hóa phương Đông á, gia đình nó được coi như là một dạng thành công. Đàn ông có ba chuyện lớn mà. Một trong những chuyện lớn là trâu, lấy vợ làm nhà. Có nghĩa là lấy vợ được coi là một cái thành tựu. Thế thì nếu như lấy vợ xong mà phải rời ra khỏi cuộc hôn nhân đó, điều đó có nghĩa là một thất bại trong đời, đúng chính xác. Và cái thứ hai đó là nó gọi là với cái văn hóa phương Đông á, người ta định nghĩa về cái việc là bạn phải hoàn thành những cái vai trò trong xã hội của mình á, nó ở những cái chuẩn mực gọi là nó đã được sắp xếp hết rồi. Nhưng mà ngược lại ở một số quốc gia và một số nền văn hóa thì người ta coi cái chuyện ly hôn không phải là chuyện bình thường, nhưng mà người ta không có gắn nó vào những cái chuẩn mực đó. Và điều đó thì may thay là ngày hôm nay tại các cái quốc gia phương Đông đi chăng nữa thì người ta cũng đã có một cái sự dịch chuyển nhất định để người ta định nghĩa lại là thực ra cái việc ly hôn á, nó có phải là một cái sự thất bại không, nó có phải là một cái điều mà bạn đang vi phạm một cái chuẩn mực đạo đức hay không. Thì may thay là chúng ta đã có những cái thông tin mới về cái điều này là không, cái chuyện đó nó không có liên quan. Nhưng điều đó không có nghĩa là thông tin cũ nó mất đi. Đúng rồi. Thành ra người ta vẫn hay bị định kiến rằng là ok, trong một cái cuộc hôn nhân mà bạn phải chọn cái giải pháp dừng lại thì điều đó ít nhiều bạn cũng bị phán xét, bạn cũng bị soi, bạn cũng bị gọi là đánh giá là cái người này có ổn không. Và thông thường thì những cái người mà bước ra từ những cái đổ vỡ đó đó, họ có những cái vết thương chứ. Những cái vết thương đó làm cho họ không muốn mở lòng. Thì Thanh Bình nghĩ gì về câu chuyện ly hôn hạnh phúc, có hay không có trên đời một cái trạng thái như vậy? Nếu mà tính từ cái khoảng bắt đầu ly hôn thì đến thời điểm này tròn một năm. Một năm một tháng. Nói chung là khoảng đúng một năm. Đây là lần đầu tiên Bình sẽ cởi mở một chút. Thực ra hỏi Bình về mình có thấy điều đó là khó hay không thì mình nghĩ là đương nhiên, rất là bình thường. Tại vì cái nhịp sống xã hội hiện đại bây giờ, bất kỳ nước nào, quốc gia nào, giống như em vừa mới nói vậy đó, ở đây nó mình phải bắt đầu đặt lại định nghĩa về việc ly hôn là thất bại. Ly hôn không phải thất bại. Trước hết là nói về bản thân cái đã. Còn việc tại sao mình phải giải phóng bản thân mình thì có thể là trong tình yêu đó, nó sẽ có nhiều cái cung bậc, cái cung bậc và nhiều cái mức độ khác nhau. Nhưng để khi đến được hôn nhân đó thì khi chúng ta phải gần như là phải thấu hiểu được đối phương và cũng như là thấu hiểu được bản thân mình, cũng như là cái hành trang là mình sẵn sàng mình bước vào hôn nhân, điều đó rất quan trọng. Rất ít khi ai trả lời đúng được cái lý do mà chúng ta tan vỡ. Nhưng cái điều rõ ràng nhất thường là do cái tình yêu nó không còn được như lúc đầu nữa. Đúng rồi. Khi tình yêu nó không còn được như lúc đầu nữa thì cái tiếng nói chung giữa hai người cũng như là tất cả mọi thứ về quan điểm, về cái lối sống, về cái hành xử thì nó mâu thuẫn. Nó dẫn đến việc hai người không còn có cái nhìn chung. Mình dùng chữ giải phóng là vậy đó. Mình giải tỏa được cái
cái cuộc sống hôn nhân mà đối với mình nó không mang lại hạnh phúc cho cả đúng hai. Rồi thì chữ hạnh phúc ở đây chúng tôi dùng theo cái nghĩa là gì, nó là một trạng thái bớt đau khổ thì đúng hơn. Thực ra cái cụm từ á, ly hôn hạnh phúc á, là một cái cụm từ đúng và gọi là sao ta, tức là trong cái câu chuyện mà ví dụ như chúng tôi tiếp xúc với nhiều thân chủ thì thực ra ly hôn nó là hạnh phúc á, so với cái bất hạnh trước đó thôi. Đúng, chứ không là... phải là hạnh phúc nói chung mà con người ta mơ ước, đúng không mình? À, cái định nghĩa hạnh phúc thì nó lại rất là cụ thể, tùy vào từng bối cảnh và sự việc. Nhưng trong rất nhiều diễn biến của các cuộc hôn nhân thì, và ở đây nói như vậy thì phải nói cái này trước đã, đó là ly hôn nó được xác định là một giải pháp. Và trong rất nhiều trường hợp giải pháp đó tạo ra hạnh phúc kế tiếp cho bạn. Bởi vì nếu như bạn chọn một cái giải pháp khác không phải là ly hôn thì coi chừng bạn đang tiếp tục cái bất hạnh của mình, và thậm chí bạn làm cho cái bất hạnh đó nó gia tăng nữa. Như vậy thì khi gọi nó là giải pháp thì sẽ có những giải pháp mà nó cực kỳ hợp lý trong một số câu chuyện. Nhưng mà đó là câu chuyện của bác sĩ tâm lý thôi. Công nhận không? Thực ra khi chúng tôi nghe Bình và Quỳnh nghe thì cảm thấy ồ, không phải đâu, sáng giải rõ pháp à. Được. Nhưng mà cái người họ đang trong cái sự rối bời, đúng, thì thực ra họ không dám nghĩ đó là hạnh phúc đâu, đúng không Bình? Thì đúng, đó là vậy mà. Không ai mà dám khẳng định một điều là sau khi mình quyết định ly hôn mà lại không đau buồn hết. Đúng, đó. Đúng. Thực và nên... hạnh phúc ngay lập tức được. Dạ yeah, đúng rồi, yeah. Nhưng mà cái thái độ yêu, cái thái độ mà để mình tiếp nhận điều đó, đó nó như thế nào? Dạ yeah. Tại vì ly hôn nó không có dành cho riêng một đối tượng nào hết, mà tất cả mọi người thành phần trong xã hội đều có thể dính vô, có thể dính tới ly hôn. Những người có thể bản nói lĩnh, rất hay, bản lĩnh rất là thậm chí có những người chuyên đi giải quyết vấn đề ly hôn của người khác cũng nhưng thực sự cái trục trặc hôn nhân ở nhà đúng, không có. Nếu vậy thì Bình để rộng đường và rõ ràng, mình sẽ hỏi Bình một câu nè. Thực ra bạn và cái người có liên quan ở cái cuộc hôn nhân cũ không thể đưa ra quyết định ly hôn theo cái kiểu là tối hôm nay chợt nghĩ tới chuyện đó, sáng mai ê hai đứa ly hôn nha, đúng không? Vậy thì chị muốn hỏi Bình một câu thôi là cái quyết định cuối cùng để cả hai gật đầu rồi bây giờ tụi mình rời nhau ra khỏi cuộc hôn nhân này, từ cái lúc mà manh nha ý tưởng đó cho đến lúc mà các bạn thực sự quyết định cũng có một thời gian, đúng không? Bao lâu, tầm bao lâu, cho một cái khoảng thời gian đi. Nó vài tháng. Đó, rồi ok, tôi chỉ cần vậy thôi. Nó vài tháng, điều đó có nghĩa là gì? Các bạn đã phải có những đêm trăn trở, có những cái sự vụ cụ thể và phải đấu tranh, phải đối thoại với nhau trong một khoảng thời gian dài để thực sự xác tính lại với mình và với đối phương là bây giờ đi tiếp hay dừng lại là một cái lựa chọn phù hợp, đúng không? Như vậy thì để có được cái cụm từ mà Quỳnh đã mở đầu câu chuyện ngày hôm nay á, là ly hôn hạnh phúc á, thì cái điểm đầu tiên nhất các bạn phải trả lời là bạn có muốn ly hôn không? Ví dụ như với câu chuyện của Bình là bình thường nhận vài tháng, với một số cặp đôi vài năm, thậm chí nha, mình biết là có những cô chú là họ trăn trở về điều đó gần 20 năm. Bắt đầu của mọi câu chuyện phải bắt đầu từ việc là hai cái người á, mà họ đã văn minh nhận ra rằng là có lẽ người này không phù hợp, và họ nói với nhau có thể đối thoại được, và chúng ta từ từ từng bước tiến đến cái lúc mà sau khi chín mùi cái quyết định này, gần như là có thể ngồi xuống như hai người bạn, đó là ok, có lẽ nên giải phóng cho nhau, thì đó mới là tiền đề cho cái gọi là ly hôn hạnh phúc. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề Quỳnh thấy ít, hầu như không có, chỉ có một trạng thái thứ hai thôi, là giai đoạn đó họ cũng đầy những mâu thuẫn và ghét nhau nhá, nhưng sau khi xong xuôi hết rồi thì họ bắt đầu từ từ bình tâm lại, và đặc biệt có cái yếu tố đứa con, họ sẽ thấy là thôi thì cũng nên là hòa bình để vì đứa con, thì đó cũng là một trạng thái khác của ly hôn hạnh phúc, khi hai bên cảm thấy là mình get over, tức là nhẹ nhàng thanh thản và tiếp tục sống tiếp. Thì thực ra nếu người nào đó làm được cả hai cái giai đoạn này luôn trong cái chuyện ly hôn thì Quỳnh nghĩ rằng có thể đưa vào cái danh sách này, nhưng có cái người làm được một trong hai cũng là tốt lắm rồi. Mình đứng ở đâu trong cái nhóm Quỳnh vừa nói? Cái mà Quỳnh đưa ra thì nó rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà thực ra Bình và Lan để có được cái như ngày hôm nay, trong mắt mọi người nhìn thấy đó là giữa Bình và Lan cùng nhau nuôi con và cùng nhau trao đổi về những cái liên quan tới con cái, cũng như là những cái đã trước đây hai bên đều có, ví dụ như nó là cái mối liên kết với hai bên gia đình với nhau. Đúng rồi. Cái điều đó là trách nhiệm, tại vì Bình với Lan khi đến với nhau cả hai đều đã trên 30 tuổi rồi, đã là những người chín chắn trong những cái quyết định của mình rồi, chứ không phải là và vội vàng, cho nên là khi bắt đầu quyết định có những cái nhận ra là chúng ta không thể tiếp tục đi trên con đường đó cùng nhau nữa, thì mình trao đổi vài tháng xong mình đưa đến quyết định. Như vậy là cái đoạn đầu là ổn đó, là suôn sẻ đó ha. Mình thì mình có một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi, tại vì khi mà quyết định ly hôn cả hai đứa đó thì mình cứ suy nghĩ đơn giản như thế này nè, để mình sẽ vượt qua được, và mình thậm chí mình động viên nhau nữa. Đó là nói
thay vì chúng ta sống chung với nhau mà không có vui, hạnh phúc, yeah, thì chúng ta bị ngột ngạt và áp lực. Thì bây giờ giải thoát cho nhau, nhưng mà giải thoát cho nhau bằng cái mà chúng ta đang bị đè nén đó thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà về tất cả những thứ khác vẫn còn nguyên bình thường. À. À. Một cái quan trọng nữa là cái đứa con. Ừ. Thường á các cặp ly hôn thì đều luôn nghĩ tới cái hoàn cảnh của đứa con đó, đứa bé đó sẽ thiếu cha thiếu mẹ hoặc là thiếu đầy đủ tình thương, không được ở trong một cái căn nhà mà có hai người. Ừ. Không, mình không nghĩ như vậy. Ừ. Nếu mình nghĩ như vậy mình sẽ rất là dây dứt và không có quyết định được đâu. Dạ. Yeah. Và mình sẽ nghĩ là một đứa bé nó sống trong một cái môi trường ở bên ba nó vẫn hạnh phúc, có tình cha. Ừ. Ở bên mẹ vẫn có tình mẹ, còn hơn là khi ở trong một căn nhà nhưng là cái hạnh phúc đó nó không có thật. Ừ, đúng. Cái hạnh phúc đó là họ do hai bên cứ nỗ lực hàng ngày để trong mắt đứa trẻ đó nó là giả dối. Yeah. Đó là không có sự thật, thì cái hậu quả nó còn nguy hiểm hơn là khi mà đứa bé nó ở với ai hoặc là cùng nhau nắm tay đưa con đi chơi được. Yeah. Thế này thế kia, thì đó vẫn là một cái trách nhiệm của cha làm mẹ dành cho con cái. Yeah. Nó vẫn đầy đủ rất cho là con hay. Tất nhiên về góc độ nào đó nó vẫn thiếu. Ừ. Nó vẫn khuyết đi một cái gì. Ừ. Đó, nhưng một đứa bé đối với mình, một đứa bé lớn lên nó cần đầy đủ tình thương của cha, của mẹ, của ông bà, anh chị em, của tất cả những người xung quanh, chứ không phải là chỉ có cha với mẹ. Đúng rồi, không phải đó mới là tình cảm, tình thân. Ừ. Ngoài ra còn rất là nhiều cái thứ tình cảm khác để xây dựng, hình thành lên một nhân cách của một con người. Yeah. Một con người có đạo đức thì nó lại cần cái khác nhiều hơn. Thật ra lúc nãy trong cái ý của Bình nói, như Bình cảm thấy rất là hay, nhiều người khi họ chia tay họ không chỉ nghĩ đến cái sự mất mát của riêng hai người, mà họ nghĩ đây sẽ là một cái sự domino tan vỡ. Ừ. Tức là khi ly hôn, tức là không còn ông bà nội, ông bà ngoại rồi bạn bè dắt dây, là thì họ sợ hãi cái sự đổ vỡ này, cho nên họ sẽ bám chấp giữ đến cùng, và họ tin rằng cái riềng cột đó chính là nền tảng của hạnh phúc, và họ sẽ cố thủ trong hôn nhân đó. À, nó liên quan đến khả năng tự lập. Để giải thích câu chuyện này. Ừ. Khả năng tự lập thì trong đó nó bao gồm luôn cái việc tự tri, tức là tự hiểu mình á. Khi mà chúng ta càng hiểu về bản thân mình càng ít, và chúng ta không biết được nội lực của mình đến đâu, thì thông thường chúng ta hay cầu viện những cái bên ngoài, tức là bám. Ừ. Tại vì mà khi tôi không cảm thấy tôi mạnh từ bên trong thì bây giờ tôi phải bám vào bên ngoài. Thế thì bên ngoài là gì? Ông bà nội ngoại họ hàng. Ừ. Sự cổ vũ của đồng nghiệp, của xã hội. Ôi đó là một cái cặp gia đình dễ thương. Rồi tôi phải có con tôi ở bên cạnh, mà con tôi bên cạnh thì phải có chồng tôi bên cạnh hoặc vợ tôi bên cạnh. Tức là họ bấu víu. Ừ. Vì họ quên mất, và họ thậm chí là không có. Ừ. Cái sự tự tin từ bên trong. Đó là lý do mà tại sao họ chấp niệm và họ bám chấp vào một cái cuộc hôn nhân mà bản thân họ hiểu rằng là họ không hề vui. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta hiện nay vẫn mắc một cái lỗi là đời em không thể sống thiếu anh. À, tại vì nếu như bạn không có năng lực tổ chức cuộc sống á, thì bạn sẽ cho rằng là một cái cuộc sống mà theo đúng cái chuẩn mực mà ai đó đang dạy bạn từ nhỏ, hoặc là bạn nhìn ở đâu đó, nó mới là một cuộc sống ổn. Ừ. Có nghĩa là gia đình thì phải có hai người lớn, một đứa nhỏ. Gia đình thì phải là có vợ có chồng. Cứ nhiều cứ mặc định là lấy chồng là mới là hạnh phúc. Lấy vợ là sẽ là như vậy. Yeah. Ôi, tự nhiên cái vô tình tạo một cái áp lực cho mình, xong rồi mình tự mình chui vô, xong rồi về. Nhiều khi là cứ lo sợ điều này, lo sợ điều kia. Thành ra là đã nói là cuộc sống hiện đại mà. Yeah. Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, con người hiện đại sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Cho nên cái gọi là ly hôn hạnh phúc của chúng tôi á, ở đây không phải chỉ là trạng thái bạn giải phóng mình ra một khỏi một nỗi đau khổ, hoặc là một cái cách nói nhẹ hơn là một cái nơi ít hạnh phúc, mà là một tiền đề mới. Giống như tôi Nha nói lúc nãy, là bạn học cái cách tự vượt qua khó khăn, tự đứng lên, tự làm lại từ đầu, và cái nhận thức của mình về cuộc sống nó cũng thay đổi rất nhiều nha. Giống như cái chuyện hẹn hò sau hôn nhân, nó cũng là một cái bước giúp cho người ta mở ra là cuộc đời bạn không phải chết dính vào chuyện là cần phải có một người để bảo chứng cái hạnh phúc này cả đời. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Và có những người kể cả sau hôn nhân vì sao không hạnh phúc, chưa chắc do cái cuộc hôn nhân cũ đâu, mà từ đó trở đi họ nghĩ rằng cuộc đời họ bế tắc rồi, không còn. Có nhiều người không ra khỏi hôn nhân như Quỳnh biết là vì họ nghĩ này, đến khi nào tôi gặp một người nào đó đứng đó chờ tôi, nói rằng là em ra đi, anh đứng đây anh đợi, thì họ mới ra nha. Mà người đó không bao giờ xuất hiện đâu. Bạn phải hiểu đúng về hôn nhân thì bạn mới có thể làm được hai chuyện, hoặc là bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hoặc là bạn sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân đó để và bạn hạnh vẫn phúc. Hạnh phúc. Ừ. Vậy thì hiểu đúng về hôn nhân ở đây, trong cái khuôn khổ cuộc trò chuyện này, mình nghĩ là chỉ có vài cái ý sau đây thôi. Một, đó là bạn phải nhớ rằng nó là một cái cuộc sống phải có được sự tự nguyện của hai bên. Ừ. Như vậy thì nếu như một trong hai bên mà rã lòng rồi đó, thực ra cái sự duy trì tiếp nó không thể ổn được.
Có nghĩa là tôi không có mong muốn được tiếp tục. Chỉ cần một trong hai bên không mong muốn được tiếp tục thì nội tình chắc chắn có vấn đề. Mà nội tình có vấn đề là diễn ra ngoại tình đó. Rồi. Và cái thứ hai đó là hãy hiểu đúng về hôn nhân, nó là một dạng thức cuộc sống. Nó không phải là một cái trách nhiệm mà bạn phải làm để chiều lòng một ai đó. Nó là một dạng thức cuộc sống, cho nên bạn phải có năng lực tổ chức cuộc sống. Và đó là lý do mà mình vẫn rất nhiều lần nói với các bạn trẻ, thực ra cuối cùng á, các bạn có kết hôn hay không á, các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ đi, không ai ép các bạn hết trơn á. hãy hiểu rằng hôn nhân nó là một dạng thức cuộc sống, vậy thì mình có cái khả năng để tổ chức cái cuộc sống đó cùng với một cái người có liên quan hay không. Chứ bạn không có làm một mình nha, làm một mình thì kết hôn làm gì nữa. Và từ đó chúng ta sẽ thấy rằng là hai cái tiêu chí này là cực kỳ quan trọng. Như vậy thì nếu như chúng ta rã lòng rồi thì đó là dấu hiệu rất rõ để phải định nghĩa lại là đi tiếp không. Và cái thứ hai đó là cái cuộc sống nó đang rất hỗn loạn, tiền bạc hỗn loạn, sinh hoạt gia đình hỗn loạn, rồi nề nếp trong gia đình không có ổn. Và thậm chí như Bình đã có một cái ví dụ, đó là cái gắn kết giữa hai cái người lớn trong cái cuộc hôn nhân đó nó rất là giả tạo, nó giả trân luôn. Vậy thì thực ra nó có tốt cho sự lớn lên của một đứa trẻ theo kiểu mà chúng ta nghĩ là con phải có đầy đủ cha mẹ không? Nhưng con không cảm nghiệm được rằng cái bản chất của vai trò làm cha mẹ thì điều đó nó cũng chưa hẳn là tốt cho con. Như vậy thì hai cái điều đó nó là hai cái mấu chốt quan trọng để bạn bắt đầu nhìn lại là bây giờ đi tiếp hay là dừng lại. Và nếu như mà nó đã thực sự cần dừng lại đó thì lúc này tôi tin rằng nó sẽ là tiền đề để mở ra một chặng tiếp theo, đó là ly hôn hạnh phúc. Nhưng mà các bạn đừng quên rằng là nó phải là một quá trình. Và cái gì mà muốn hạnh phúc á, là bạn phải tự nỗ lực, bạn gầy dựng. Không có ai mà nói rằng đây tờ giấy ly hôn tôi ký rồi nè, tòa phán quyết rồi nè, tâm thế hạnh phúc đang mở ra đây, sao qua ngày mai tôi vẫn không thấy tôi hạnh phúc. Nó phải là một là chúng ta phải nhìn ra được à đây là sự thuận lòng rồi. Hai đó là những cái cam kết giữa những người lớn á, là nó là những cái cam kết văn minh. Có nghĩa là cam kết về việc những cái trách nhiệm chung nè, cam kết về lối sống riêng nè, là nó phải được thuận lòng và nó phải được tôn trọng. Và cái thứ ba là bạn phải quay trở về, bạn sống tốt cuộc sống của bạn một mình, đúng, thì bạn mới hạnh phúc. Chứ ở đâu mà hạnh phúc, nó như một cái trái táo ở trên trời rớt xuống cái tự nhiên chúng ta vỡ ra được một cái điều gì đó, thì không phải. Nó phải dựa trên hoạt động cá nhân, hoạt động cụ thể. Thực ra chúng tôi biết là đêm nay trước màn hình cũng sẽ có rất nhiều người, khi mà có thể đi ngang qua, các bạn không định xem chương trình này, vô tình thấy cái chủ đề này các bạn khựng lại, ủa sao cái chuyện này nghe lạ quá. Các bạn ngồi lại, các bạn nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ và nghe chính người trong cuộc là Thanh Bình. Tất nhiên Thanh Bình thì cuộc ly hôn của anh đã được báo chí khai thác rất là nhiều rồi, nhưng điều chúng tôi nhận thấy rất là tích cực chính là ở điểm là tất nhiên có những góc khuất mà cả hai người trong cuộc họ đã giữ lại, nhưng cách các bạn truyền thông những gì cần có đến với khán giả của mình, đó vẫn là một nét đẹp đó. Chúng tôi nghĩ rằng là một nét đẹp, bởi vì chúng ta đã nghe nhan nhản những cuộc đấu tố, chửi bới, móc mỉa nhau về những chuyện này. Thực chất mà nói thì sau tất cả để làm gì? Chúng ta không hạnh phúc và con cái chúng ta không hạnh phúc. Thực ra thì cái những gì chúng ta vừa mới nói đó, nó là cái điều không mong muốn. Đương nhiên ly hôn là điều không mong muốn, không ai mong muốn cả. Và cái điều thứ hai là mình sẽ có lỗi với những người mình đã từng hứa với họ là hạnh phúc, kể cả đối phương của mình, đã người là từng là vợ là chồng của mình. Điều đầu tiên là mình cũng phải có lỗi với cái điều đó. Chút ray rứt chứ. Thì cái đó là điều bất khả kháng, chứ không phải là mình nói hạnh phúc là mình tại vì sau cái đau thương, sau cái chia tay, ai cũng sẽ có vết thương, ai cũng sẽ có những nỗi lòng, ai cũng sẽ có những cái ưu tư, những chất trở mà muốn nói. Nhưng để làm được điều đó, như ví dụ như Bình, như mọi người nhìn thấy và mọi người luôn nói ui sao hay quá, hai chồng không thấy lời qua tiếng lại tiếng nào cả, rồi đi vẫn đi cùng nhau, nói con về con, thậm chí có những cái cuộc hẹn về sắp tới sẽ cùng nhau đi chơi với con, cho để con nó có những cái trải nghiệm chung vậy đó. Thì để làm được điều đó thì chúng ta, mình nghĩ đầu tiên là mình đó, như nãy Quỳnh cũng có nói, mình phải vượt qua được cái bản thân của mình phải biết mình có lỗi rồi đã, rồi sau đó mình nhìn nhận một vấn đề nó theo một cái khác, một cái cách nhẹ nhàng nhất. Và dựa vào cái quan điểm của mình hồi nãy mình nói đó, con cái nó cần cái gì, rồi mình dựa vào đó mình đáp ứng cho nó ở mức mình có thể, nếu làm được phân biệt được hai trước và sau ly hôn và nghĩ nó nhẹ nhàng. Lý thuyết là như vậy. Thì Bình đang làm điều đó, chứ thực ra nếu mà nói giữa chuyện Bình và Lan cũng chỉ mới có hơn một năm thôi. Vì nó vẫn còn nhiều thứ, vẫn còn trong nhiều lòng, thứ đúng lắm. Không? Nhưng mình làm được. Nhưng mà cái này thì như Quỳnh cũng chưa hỏi là tất nhiên là các bạn đang làm rất tốt đó, nhưng mà cái quá trình mà tìm lại cái thăng bằng cho mình để mà mình có thể tiếp tục làm nghề, tiếp tục vui sống thì chắc nó cũng có nhiều cái. Thì một năm qua đó, Bình tìm lại sự thăng bằng như thế nào? Cũng khó lắm. Tại vì như mọi người biết là Bình là một người thường ít xuất hiện để mấy cái chương trình talk show như vậy, cũng như là ít khi chia sẻ trên truyền thông báo chí, hay là chí là cũng ít kể như nhiều người lắm.
mình thích cuộc sống gia đình, mình thích cuộc sống nó mình chỉ nhẹ nhàng, mình không có muốn đi ra ngoài đường nhiều, mình thích trồng cây nuôi cá dân vậy. Nhưng mà để mà lấy được cân bằng thì rõ ràng thứ nhất là do năm nay là một cái năm đầy biến động. Thực ra trước đây á, đối với mình nghĩ rằng mình sẽ lấy thời gian là công việc, mình khỏa lấp hết tất cả những cái thời gian trống để mình sẽ không có nhiều thời gian mình nghĩ về cái những cái chuyện đó, về những cái hụt hẫng đó và những cái chuyện đã qua. Thực sự bản thân mình là một người rất sợ ở nhà một mình, nhưng lại thích ở một mình. Nhưng sợ là sợ gì? Sợ mình không có, mình ở mình hay nghĩ lung tung, mình lại rơi vào những cái trạng thái đó không có mất cân bằng, cuối cùng lại dịch bệnh, nghĩa là đẩy vào cái hoàn cảnh dịch không bệnh. Thể khác được đó, thì cuối cùng là cứ ở nhà, thành ra mình phải đối diện với đó. Phải đối diện với nó bằng cách là mình phải trực diện nói chuyện với lại cái người mà mình đang có những khúc mắc đó. Không ngại, không mắc cỡ, không rụt rè, và cũng thậm chí là không có gì phải áy náy với cái gì đó hết. Mình phải đối diện với nó và mình nói vậy tốt hơn, đúng không? Chính là cái sự rảnh rỗi này nó cũng là một cơ hội tốt. Để mình suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, mình thấu đáo hơn. Ví dụ một ngày mình suy nghĩ không ra, nhưng mà một tháng không ra, một năm là suy nghĩ sẽ thấu thôi à. Mình sẽ biết vấn đề nằm ở đâu à. Ví dụ có nhiều người họ đôi co với lại cái đối phương nhiều, thậm chí là ai cũng dành phần đúng, ai cũng dành những câu chuyện, tại vì đối với mình một câu chuyện nó có nhiều góc nhìn thì có nhiều cái đúng, nhiều cái sai trong đó. Cái cốt lõi là mình có nhìn ra được nó là thực ra không cần phải giải quyết. Để được cái gì? Đôi co gây gỗ đưa lên cao trào rồi phanh phui ra, xô hết tất cả những cái tật xấu của hai người, rồi những cái điểm khuyết, ưu điểm, khuyết điểm của những đối phương với nhau, nó không đem lại được điều gì á. Có thỏa mãn không? Thỏa mãn lúc đó thôi. Nhưng sau đó cái ấy nấy có lỗi, tại vì người đó vẫn là cái người cùng đồng hành với mình. Thì thay vì mình làm vậy thì mình làm sao để mình cởi bỏ được cái gánh nặng, cái uất ức trong lòng mình bằng cách thà là mình trực diện, mình đối diện với nó. Anh nói nghe nè, giờ em thấy thoải mái hơn chưa? Con vậy đó, giờ lên lịch từ đưa đón, ăn học, tiền bạc, trợ cấp, vân vân, tất cả mọi thứ để làm sao người kia cảm thấy đúng rồi, nó thoải mái hơn nè, nó vui vẻ hơn nè, hai bên đồng nó từ từ nó giúp cho mình cân bằng lại hơn. Cách thì đây em chẳng có gì, đó là mình đối diện với nó. Và cái thứ hai là mình đừng suy nghĩ về nó quá nhiều. Khi nó đã xong rồi. Cuộc đời là như vậy đúng không? Nó phải đến những cái khúc quanh. Và thực ra thì mình chạy xe thì mình phải rẽ, mình đứng lại chán ngã ba cũng không có được, đúng không? Cho nên cái chương trình đêm nay chúng tôi nghĩ đây là một cái đề tài nó rất là hay luôn đó. Và mỗi một người họ sẽ có cả một bầu trời tư tưởng về cái vấn đề này. Và nếu mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi thì có thể liên hệ với chương trình Chuyện Cuối Tuần của VTV9 để chúng tôi có thêm chất liệu cho những cuộc trò chuyện sau. Còn như chúng tôi đã nói từ đầu thì Bình vốn cũng phải là người có thể móc hết ruột gan, tim gan cho những cái câu chuyện như thế này. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng là anh cũng đã chia sẻ rất là nhiều, và những chia sẻ của anh thực sự rất là ý nghĩa cho những ai trót lỡ đang có những cái lăng tăng. Không có một sự cổ xí nào ở đây cả, đúng không tiến sĩ? Chúng tôi không cổ xí, nhưng mà quý vị có thể có một góc nhìn để suy nghĩ lại cái điều mình đang theo đuổi. Sau cùng vẫn là hai chữ hạnh phúc. Dù là ly hôn, dù là hôn nhân, dù là độc thân, dù là già, trẻ, thành công, thất bại, hãy theo đuổi cái điều khiến chúng ta hạnh phúc. Cảm ơn diễn viên Thanh Bình về những chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn tiến sĩ Tô Nha nha. Chúng tôi xin chào tạm biệt.